chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Máy Vạch. Hiện nay như mọi người cũng đã biết thì những chiếc máy in tem không còn có các chức năng đơn giản như là để in tem giá tiền nữa, mà nó còn có chức năng in thông tin sản phẩm phục vụ cho quá trình quản lý và định danh hàng hóa. Các thiết bị này thì thường được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, có thể kể đến đó là kinh doanh mặt hàng nội thất. Những chiếc tem này dùng để dán lên các sản phẩm như là bàn ghế, kệ, tủ. Trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy mang model là Ring 408 BEI cộng. Chiếc máy này giúp mình in những chiếc tem dán lên mặt hàng nội thất để quản lý một cách tối ưu và hiệu quả. Hôm nay mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy này nha. Hiện tại trên bàn của em đây đó là thùng của chiếc máy in tem dán hàng nội thất có model là Ring 408 BEI cộng nha mọi người. Bây giờ em sẽ mở thùng ra xem bên trong bao gồm những linh phụ kiện mà chiếc máy sẽ ra sao nha. Bên trong đi kèm với máy thì hãng sẽ trang bị cho chúng ta một adapter và kèm với hai dây nguồn. Thì tại Việt Nam mình sẽ dùng dây nguồn này nha mọi người. Bộ này thì sẽ có công dụng là giúp truyền điện cho máy in. Tiếp theo đó chính là dây USB. Dây USB này thì để kết nối máy in và máy tính và để đẩy lệnh in. Kế đến đó chính là một trục cắt giấy và hai cái nẹp giấy. Hai nẹp này thì sẽ giúp mình cố định giấy trong quá trình in ấn. Và tiếp theo đó chính là một cái trục chứa mực và một lõi thu mực cho mọi người. Và đây là một cuộn mực và một cuộn giấy để hãng có trang bị thêm cho chúng ta để mình in test. Và cuối cùng đó chính là sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị. Đây, và trên bàn của em đây đó chính là đầy đủ máy và linh phụ kiện đi kèm bên trong thùng. Và mọi người hãy cùng em quan sát lại một lần nữa nha. Hiện tại trên bàn của em đây đó là chiếc máy in tem dán hàng nội thất Ring 408 BEI cộng. Bây giờ em sẽ cùng mọi người khám phá xem qua về đặc điểm tính năng của chiếc máy này nha. Mọi người có thể nhìn thấy đó là chiếc máy mang màu trắng xám đen, màu sắc khá là sang trọng và kích thước khá là nhỏ gọn. Quan sát phía bên trên đây đó là logo của hãng Ring, và đây là đèn chỉ báo ready, đây là status và đây là nút fix. Và phía sau đây đó là cổng kết nối của máy. Máy này sẽ trang bị cho chúng ta ba cổng kết nối nha mọi người. Đầu tiên đó chính là cổng LAN, tiếp đến đó là cổng serial, và kế bên đó chính là cổng USB. Tiếp theo đó là cổng nguồn, và cuối cùng đó chính là nút bật tắt nguồn của máy. Và hai bên hông sẽ là hai cái nút ngàm để chúng ta nhấc cái máy lên. Bây giờ em sẽ cùng mở máy ra, mở máy lên cho mọi người cùng xem cấu tạo bên trong của chiếc máy sẽ như thế nào nha. Đây, mọi người có thể quan sát ở cái phần nắp máy thì hãng trang bị cho chúng ta sơ đồ lắp giấy mực. Ngoài ra thì công ty Thế Giới Máy Vạch cũng có làm video về phần hướng dẫn này, mọi người có thể tham khảo thêm. Phía bên dưới đây đó chính là hộp để mình chứa cuộn đề can nha mọi người. Bây giờ em sẽ lắp cái nẹp này vô cho mọi người cùng xem luôn. Đây, em sẽ bỏ cuộn giấy này vô luôn nha. Đây, và mình sẽ gác lên như thế này. Cuộn giấy máy này thì chứa được cuộn giấy tối đa là 50m thôi nha mọi người, vì nó thuộc dòng máy đĩa bàn. Và đây là cuộn giấy 50m đang trên tay em đây. Tiếp theo em sẽ mở cụm đầu em lên cho mọi người cùng quan sát nha. Phía bên dưới đây đó chính là hộc để chứa mực. Cuộn mực tối đa cho máy in này cũng là 300m. Đây,
và em sẽ lắp lõi chứa mực luôn cho mọi người cùng xem. À, phía bên trên đây là mình để lắp lõi thu mực nha mọi người. Rồi, và tiếp đến đó là bộ phận quan trọng nhất của máy in, đó chính là đầu in của máy. Thì máy này có độ phân giải là 203 dpi và có tốc độ in là 152 mm/s, có độ rộng in là 4 inch. Rồi bây giờ mọi người quan sát phía bên dưới này, thì đây là hai nẹp để mình cố định giấy trong quá trình in ấn. Kế bên dưới đây đó chính là cảm biến của máy, và ở dưới đây đó chính là trục ruler của máy. Và mọi người hãy cùng em quan sát lại chiếc máy này một lần nữa nha. Và bây giờ sẽ không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ cùng in test cho mọi người quan sát qua về chất lượng in tem của chiếc máy in riêng 408 VLE cộng này nha. Và hiện tại thì em cũng đã thiết kế sẵn khổ tem cũng như là set up sẵn máy. Bây giờ em sẽ lập trình in để cho mọi người cùng quan sát chất lượng in tem của chiếc máy in dán hàng nội thất riêng 408 VLE cộng này nha mọi người. Quan sát tem đang chạy ra và nhìn vào kỹ thì tem in cho ra chất lượng khá là rõ ràng và đồng đều, cả về chữ lẫn số và mã vạch. Và khi mọi người in xong thì chỉ cần bóc tem ra và dán lên các sản phẩm nội thất của mọi người là được, rất là tiện ích và dễ dàng. Tuy nhiên thì nếu mọi người muốn tiết kiệm chi phí thì mọi người có thể dùng loại đề can giấy và mực quát. Và nếu như mọi người có nhu cầu cần đảm bảo tính thẩm mỹ hơn đối với trước lúc bán hàng và sau khi mình dán, mình bóc tem ra, thì mọi người có thể cân nhắc lựa chọn thêm loại đề can PVC chất keo và remove. Và bên em cũng có cung cấp cả giấy và mực luôn. Và ngoài ra thì mọi người khi mua hàng tại công ty Thế Giới Má Vạch thì chúng em sẽ tặng mọi người một phần mềm thiết kế tem nhãn để cho mọi người tùy ý thiết kế nội dung để phù hợp với nhu cầu của mọi người hơn. Và vừa rồi thì em đã cùng mọi người tìm hiểu cũng như là xem qua về chất lượng in tem của chiếc máy in dán hàng nội thất riêng 408 VLE cộng này. Và như mọi người cũng đã thấy thì chiếc máy in tem ra khá là rõ ràng cũng như là phục vụ cho mình trong công tác quản lý và định danh hàng hóa một cách tối ưu và hiệu quả. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là muốn sở hữu cho mình một chiếc máy in tem dán hàng nội thất với giá ưu đãi thì hãy nhanh liên hệ đến công ty Thế Giới Máy Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioimayvach.com để chúng em kịp thời hỗ trợ cho mọi người nha. Và nếu thấy video này hay hoặc hữu ích, mọi người cho em xin một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.